Chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Đông Sang TV nha. Mình làm gì có ăn cơm chưa? Chưa hả? Mới vừa về tới. Mơ làm gì? Mua mấy ổ ba này là ăn nè. Cái này làm gì có tiền mua bánh mì nữa. Mơ mượn người ta ở trong công ty được 4 ổ bánh mì luôn. Được 50 ngàn đó. Chà cá phải không? Chà cá. Rồi. Sắc ra chiên. Mẹ bảo cái gì rồi? Có Gọi mày cho đi mượn tiền đó hả? Đâu có đâu. Vì cái tiền đâu có mua trả mua bánh mì đâu vậy? Chợ tôi đi ăn cơm là được rồi. Cái này gần tới lên lương rồi, hết tiền rồi, ở đâu mà tới đi ăn cơm? Chở cho liều phải không? Nó cong cong phải không? Bị tao cắt ra làm hai. Nó cong cong vậy đó. Lên lấy chai nước tương ra đi, dân chai nước tương kìa, với chai tương ớt để đem dọn ngay trước luôn đi. Rồi xong, giao rồi đây. Nhìn thấy thèm phải không? Thấy thèm. Rồi bỏ xuống đây, lấy hộp bánh mì lại đây. Nè. Rồi, mổ ra bánh mì ra. Trời ơi, bánh mì mua nào dây nhát còn hơn dây thun cha. Mới mua phải không? Mới mua của mày nhưng mà cũ nhèm của người ta rồi. Mua luôn. Bữa nay ăn cái bánh này nha các bạn. Rồi xịt nước tương vô là ăn nha. Xịt. Được chưa?
Xích được chưa? Xích. Rồi xích. Được chưa? Xích. Rồi được chưa? Thôi. Trời ơi sao bạn nói xích cái gì vậy? Mình cứ xích 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 xích. Người ta xích hoài luôn nè. Nè, mày kêu thịt 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 ai biết đâu hả? Thịt mẹ gì anh chị?